Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Các bác anh chị chúng ta yêu kiếm và thích sưu tầm những cái giống kiếm đẹp độc lạ thì em nghĩ là chắc trong vườn nhà chúng ta cũng sưu tầm được nhiều cái giống kiếm cho những cái mặt hoa đẹp mọi người ha, từ những cái mặt hoa ví dụ hoa trắng này, kiếm hoa trắng, rồi kiếm hoa vàng, kiếm hoa xanh, hoặc là những cái cây kiếm lưỡi hồng cánh vàng đó, vân vân, rất nhiều loại. Và trong số đó có một cái giống lan kiếm rất là đặc biệt nhé mọi người, và em nghĩ là các bác anh chị hầu hết ai nhìn vào được ngắm hoa một lần cũng đều mê luôn, đó chính là những cái cây kiếm cho hoa màu đỏ nhé mọi người. Đó, nó tượng trưng cho sự may mắn ha. Rồi, và trước mặt mọi người đây là một cái cây kiếm hoa đỏ, và cây mẹ thì đợt trước là nở hoa thì em có quay lại clip này để các mời các bác anh chị bữa nay chúng ta cùng nhau ngắm luôn nha. Cây thì có đặc điểm là cái vòi hoa rất là dài, cùng với đó là cây rất là sai hoa luôn, và quan trọng nhất đó chính là cái hoa của nó là cái cánh nó màu đỏ thẫm nhé mọi người, cùng với đó là lưỡi trắng, trên lưỡi có những cái đốm màu hồng hồng, cùng với đó là họng vàng rất là bắt mắt luôn, nhìn vào kiểu nó rất đặc biệt mọi người. Trồng cây lúc nó nở hoa nhìn nó rạng rỡ cả khu vườn. Rồi đó là về cái mặt hoa. Và hôm nay thì trong vườn em đây thì em có tách ra được một số tép để chia sẻ cho mọi người. Những cái tép này thì nói chung là nó cũng chưa có được bự đâu mọi người, nhưng mà gọi là tép giống ha, lá láng nhé mọi người, lá láng. Và cây thì cũng gọi là cây giống, để các bác anh chị chúng ta chưa có ta có thể về sưu tầm làm giống. Có hai loại nhé mọi người. Thứ nhất là loại thân già đây. Thân già này thì có giá là 300 ngàn một tép thôi. Em nghĩ cái mức giá đó thì để cho các bác anh chị chúng ta dễ sưu tầm về làm giống ha. Vài trăm ngàn tép về làm giống, kiếm một cái giống hoa đẹp về chơi. Đó, 300 ngàn tép thì em có hai cái tép đây, hai dê đây. Thì giá 300 ngàn một tép nha. Và thứ hai thì có loại là thân nó đẹp hơn, thân nó tơ hơn thì có giá là 500 ngàn một tép đây nhé mọi người. Đây nè, một tép nè. Hai tép. Rồi. Ba tép nè, đó, có măng ha. Chờ em tí. Bốn tép nè, đó. Cây nè mọi người ha. Năm tép. Sáu tép. Và bảy tép. Thằng này là cái cây giống nha mọi người, nên là nó thân lá nó chưa có to đâu. Nhưng mà cái cây mẹ nó, nếu mà người trồng chăm sóc lâu á thì cây thân lá nó sẽ rất là cứng. Cái thằng này đặc điểm của nó hay là cái thân lá nó cứng mọi người. Thằng cứng và nó mọc chỉ thiên lên trời nhé. Đó, và cái củ sẽ rất là to nếu chúng ta chăm tốt. Cùng với đó là cái bảng lá thì mọi người nếu mà chăm lâu á thì bảng lá nó có thể lên được cái mức lá là 4 cm, 4-5 cm luôn mọi người. Củ nó sẽ rất là bự. Em sẽ chèn cái hình cái cây mẹ lúc mà chăm tốt cho mọi người xem, nhìn thân lá nó đã lắm, bự. Rồi. Thằng đây thì về cho mọi người sưu tầm làm giống mọi người ha. Hiện tại những cái tép này thì thân lá của nó rơi lá hiện tại rơi vào tầm 1-1.5 cm thôi. Nói chung về các bác chịu khó chúng ta trồng chăm sóc thêm, từ từ lá thân lá nó sẽ to ha. Rồi. Đó hôm nay là cây kiếm này. Và thằng này thì nó là một cây kiếm tiên vũ có nguồn gốc là từ rừng Thái nha mọi người. Rồi. Giá chỉ mấy trăm ngàn tép thôi. Các bác anh chị chưa có chúng ta có thể là sưu tầm về làm giống, kiếm một cái cây kiếm hoa đẹp đặc sắc. Các anh chị có nhiều cái mặt hoa màu khác rồi thì chúng ta kiếm thêm cái màu đỏ nữa thì nó làm phong phú thêm cái vườn lan của nhà mình. Cái thằng này nó cũng rất dễ trồng, dễ chăm sóc mọi người. Cái giống cây nó dễ trồng, dễ chăm sóc và cũng lớn nhanh và nhanh đẻ nữa. Để về mọi người chịu khó trồng, sang năm là chúng ta có một cái chậu thật là lớn để chúng ta có thể là ngắm hoa. Trong đợt vừa rồi em á, cái chậu nở hoa vậy 4-5 cái vòi hoa, lúc ngắm đã lắm mọi người, và nó cũng bền nữa, cực kỳ bền luôn. Rồi, mọi người mua thì liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nhé. Mọi người liên hệ đại 0384 750 258. Mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu. Mọi người mua bao nhiêu tép thì cứ liên hệ với em một tép rồi thì em sẽ đóng gói em gửi thôi, gửi cho bưu tá. Mọi người thanh toán tiền lan cộng tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Đây, rồi mọi người lưu ý nha, có hai loại. Thứ nhất là loại giá 500 ngàn tép. Đây. Và thứ hai là thân già này thì có giá là 300 ngàn tép, dành cho bác nào anh chị nào ta thích sưu tầm thân già và người ta chơi thân già, nhưng mà về mọi người trồng ít bữa thì nó cũng lên măng mầm bình thường. Nói chung là em trồng làm giống thì em cũng mua thân già em về trồng hoài mà. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ. Hiện tại bên em có bán sâm dây ngọc linh
Đây là một loại dược liệu quý của rừng ngọc linh, con tum. Dùng ngâm rượu tiếp khách quý trong các dịp lễ, Tết. Rượu sâm giang ngọc linh rất thơm ngon, vị ngọt dịu nhẹ và không có tác dụng phụ như một số dược liệu khác. Một ký sâm giang ngọc linh khô có giá 600 ngàn. Ngâm với 10 lít rượu sau 2 tuần là có thể dùng được. Sâm giang ngọc linh chứa nhiều saponin và nhiều hoạt chất như axit amin, alkaloid, chất khoáng, vi lượng, có tác dụng tăng cường sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, giải độc, tăng cường khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ngon miệng trong bữa ăn, cải thiện giấc ngủ, nâng cao thị lực, trí não minh mẫn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống suy nhược, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, tăng khả năng sinh sản hồng cầu, chống lão hóa, giúp da hồng hào, tốt cho người bị yếu sinh lý, cơ thể suy nhược, hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh sau phẫu thuật, tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan, điều hòa hoạt động tim mạch, ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại 0384 750 258 để đặt mua ạ.